cho các bạn, đây là cái đèn LED pha năng lượng mặt trời công suất là 100W của MBE. Thì hôm nay mình sẽ trên tay cũng như là chia sẻ với các bạn một số cái trải nghiệm của mình về cái hệ thống đèn năng lượng mặt trời này. Và nó không chỉ có công suất 100W như vậy, nó còn có những công suất khác cũng như là màu sắc khác nữa. Các bạn coi nha. Rồi, xin mời các bạn. Đây là cái hệ thống đèn LED pha năng lượng mặt trời. Nó không cần phải kết nối với hệ thống điện nhà anh em. Nó gồm một cái tấm năng lượng mặt trời biến cái ánh sáng thành năng lượng này. Và sau đó nó sẽ dẫn điện vào trong cái đèn này. Thì trong cái đèn này nó sẽ có một cái cục pin ở dưới đây. Và nó có hệ thống hiển thị ánh sáng ở đây. Đó. Thì cục pin này khi anh em sạc cho nó bằng cái tấm năng lượng mặt trời trong vòng 6 tiếng đồng hồ, nó có thể chiếu được sáng trong vòng 12 tiếng sau. Đó. Thì như vậy anh em có thể gắn cái này ở trong những cái nhà kho hay là những cái nơi mà anh em không có tiện đi được cái đường dây điện bình thường tới và anh em cũng muốn tiết kiệm điện, thì như vậy anh em gắn hệ thống này lên và cứ ban ngày nó sạc và buổi tối chúng ta xài, gần như là chúng ta sẽ thoải mái cái chuyện đó. Về tổng quan thì đây là một cái hệ thống đèn LED pha năng lượng mặt trời, do đó là anh em sẽ sử dụng nó mà không cần thiết quan tâm đến cái hệ thống điện nhà anh em đang có ha. Thì chúng ta để những cái nơi mà cái nguồn điện chúng ta không tới được, ví dụ như là ở anh em ở vườn hay ở chỗ nào đó ở anh em ở mà nó không có điện tới, hoặc là trên mái nhà hay trên ban công gì đó anh em không tiện kéo dây điện tới, thì đây là hệ thống lý tưởng cho anh em. Tiếp theo là anh em thấy rằng nó có một cái thiết kế khác biệt rất là nhiều so với lại những cái đèn LED năng lượng mặt trời khác ha. Nó cứng cáp hơn, nó bền bỉ hơn, nó có IP65, do đó là nó chống được mưa gió này nọ. Về công suất đèn thì mình đang trên tay cái đèn 100W. Và đối với cái dòng đèn này của MBE thì nó sẽ chạy dài từ 20W đến 300W, rất là nhiều ha. Và chúng ta sẽ có một cái remote để chúng ta điều khiển cái đèn này ha. Chúng ta tắt mở, chúng ta tăng giảm độ sáng gì đó, chúng ta không nhất thiết là phải nối dây để điều khiển nó. Như vậy là rất là dễ dàng và thoải mái. Rồi bây giờ mình sẽ nói về thiết kế cũng như là hoàn thiện ha, chất lượng của sản phẩm này. Trước tiên về cái đèn LED thì anh em thấy rằng là nó được làm cái phần khung bên ngoài là hợp kim nhôm nguyên khối, do đó là anh em có thể nhìn thấy, cảm nhận được cái sự chắc chắn, cái sự bền bỉ của nó. Anh em nhìn kỹ những cái phần nhô lên như vậy, hay những con ốc ở phía sau, hay là cái phần tỏa nhiệt ở phía sau, hay cái phần mà ốp bên ngoài cái pin ấy, thì anh em cảm nhận được cái sự chắc chắn của nó ha. Còn về cái tấm kính ở phía trước này thì đây là cái tấm kính cường lực ha. Và giữa cái tấm kính với lại cái phần khung nhôm này nó có cái ron để mà nó chặn nước cũng như là côn trùng bò vào trong cái tấm đèn LED này. Thì đây là một trong những cái yếu tố quan trọng, bởi vì anh em biết rằng là những con côn trùng đó có thể chui được vô qua những cái lỗ. Và đây là một trong những vấn đề ha. Mình cũng chẳng hiểu sao mà có rất là nhiều cái đèn được làm nhìn khá là kín, nhìn rất là kín nhưng mà côn trùng nó vẫn chui vô được. Thì cái đèn này của MBE thì họ đã có cái ron cao su để họ chặn lại cái điều đó. Rồi, nó có cái tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP65. Và như vậy anh em có thể thoải mái để nó ở trên mái nhà, trên ban công hay để những cái vị trí nào đó mà anh em không cần phải lo lắng quá về cái chuyện là nó sẽ bị ẩm, bị bụi, bị hư. Thì đó là trong những cái yếu tố quan trọng, bởi vì cái đèn này được thiết kế cho cái việc pro mà. Về chip LED thì chip sử dụng là SMD2835, được gắn thành từng nhóm, mỗi nhóm là 4 bóng LED, có cái thấu kính tản sáng giúp cho ánh sáng phân bổ đều và góc chiếu được rộng hơn. Anh em có thể quan sát bằng mắt để thấy cái này. Chân giá đỡ thì được thiết kế chắc chắn và nó có thể xoay được góc 180 độ. Anh em có thể dễ dàng gắn nó lên những cái vị trí khác nhau. Về pin thì là pin LiPePO4, có tuổi thọ cao, dung lượng lớn và có thể tái sử dụng được. Trên đèn cũng có một cái nút cứng để anh em có thể tắt mở được đèn. Ví dụ như là anh em sẽ dừng hoạt động của nó trong một thời gian, anh em nên tắt đi ha, để bảo vệ pin tốt hơn. Về cái tấm pin năng lượng mặt trời thì đó là cái tấm pin dạng polycrystal light và nó được bao bọc bởi cái khung nhôm bên ngoài này. Tùy công suất khác nhau thì kích thước của nó sẽ khác nhau và độ dày của cái khung nhôm này nó cũng sẽ khác nhau. Nó có một cái chân đỡ cũng xoay được 180 độ để anh em có thể dễ dàng điều chỉnh cái hướng mà hấn được nhiều ánh nắng nhất. Ở trên mặt trên này thì là kính cường lực và ở dưới là những cái tế bào quang điện. Em có thể nhìn, em có thể rờ, em có thể thao tác lên đây, em cảm nhận được cái độ chắc chắn của nó. Cái nối giữa cái tấm năng lượng mặt trời này với lại cái đèn á, nó có một cái chiều dài là 4m ha, và nó có cái đầu kết nối có cái tiêu chuẩn IP65 luôn, cũng chống nước luôn.
cái dây điện nối dài đó anh em có thể mua những cái kích thước dài hơn ha. Mặc định thì là 4m, tuy nhiên anh em muốn dài hơn thì lại mua được cái kích thước dài hơn. Thì cái việc khoảng cách giữa hai cái thiết bị này là 4m ấy, nó giúp cho anh em có thể dễ dàng thiết lập hơn. Anh em có thể để cái tấm năng lượng mặt trời này ở ngoài hay là ở những vị trí nào nó hứng được nhiều ánh sáng hơn. Còn cái đèn thì anh em có thể dễ dàng thiết lập nó ở trong nhà hơn. Những cái dây dẫn hay những cái phụ kiện của nó thì cũng được làm ở cái tiêu chuẩn chống nước, chống bụi ở ngoài trời. Cái tấm pin năng lượng mặt trời này nó có cái hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao ha. Nó đáp ứng được là anh em sạc 6 tiếng và đủ pin cho cái đèn này nó chiếu trong vòng 12 tiếng. Giống như mình nói lúc nãy thì anh em có thể thoải mái, không cần suy nghĩ về điện nữa, cứ ban ngày sạc, ban đêm chúng ta có điện sạc. Về remote đó thì anh em thấy rằng là nó có một cái thiết kế khá là nhỏ gọn, ha, rất là nhẹ. Và anh em có thể điều khiển được nhiều thứ ở trên đây. Chúng ta để chế độ đèn auto ha, nó sẽ tự động nó thiết lập cái đèn theo ý nó ha, rồi on off ở đây đó. Rồi chúng ta có cái chức năng giảm ánh sáng hay tăng ánh sáng ở đây, hoặc là chức năng hẹn giờ ở đây 3, 5 và 8 giờ. Cái phạm vi hoạt động của cái remote này là 15 đến 20 mét. Tuy nhiên mình thấy rằng là nó khá là nhỏ, khá là nhẹ à, chúng ta cầm sẽ rất là thích, chúng ta điều khiển cũng rất là thích, nhưng mà nó có thể dễ bị lạc mất. Do đó là anh em tìm một chỗ nào đó để nó cố định thì hay, hoặc là dán một cái gì nó như là cái AirTag vào đây để chúng ta lạc cho nó vẫn tìm được nó. Cái thiết hoạt động của cái hệ thống này cũng đơn giản ha. Trước tiên thì anh em sẽ cố định cái đèn này ở một cái vị trí nào đó mà anh em cần chiếu sáng. Sau đó anh em để cái tấm pin năng lượng mặt trời này ở cái vị trí mà nó có thể hấp thụ được ánh sáng nhiều nhất. Sau đó chúng ta nối lại với nhau và nó có thể hoạt động tự động hoàn toàn khi nào mà ban ngày thì này sẽ hấp thụ năng lượng, tức là có ánh sáng. Và khi tấm pin năng lượng mặt trời này nó không nhận được ánh sáng mặt trời nữa, tức là không tạo ra điện nữa, thì nó biết rằng là lúc đó là không còn ánh sáng mặt trời và nó tự động nó bật cái đèn này lên. Thì đó là cái hệ thống tự động hoàn toàn. Tuy nhiên anh em còn remote mà, anh em vẫn có thể điều khiển nó nhiều thứ. Thì cái đèn này mình thấy rằng là nó có thể sử dụng được rất là nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như là anh em có nhà dưới quê, có vườn dưới quê, anh em muốn là không phải đi dây điện xa phức tạp thì anh em mua cái đèn này nó có thể chiếu sáng tự động cái khu vực anh em muốn. Rồi có thể để ở trên cái ban công, cái chuyện kéo cái dây điện lên đó không có thoải mái phải dùng cái này. Hoặc là anh em có thể để chiếu vô cái bảng quảng cáo ở ngoài đường, hay là rất là nhiều cái ứng dụng khác nhau. Về cái độ sáng mà 12 tiếng tổng cộng thì bên MPE họ chia sẻ thông tin với mình như sau. Tức là 5 tiếng đầu thì độ sáng sẽ là từ 80 đến 100%, 5 tiếng tiếp theo độ sáng sẽ là 40 đến 50%, và 2 tiếng cuối cùng sẽ là 10 đến 20%. Thì đây là cái thông tin quan trọng. Có thể những cái đèn khác nó có cái thời lượng pin dài hơn, hoặc là người ta sẽ không nói cho anh biết rằng là cái chi tiết cụ thể về từng cái mức độ sáng phù hợp với tương ứng với thời gian sử dụng phía sau. Thì đây mình thấy là thông tin cần. Bây giờ mình sẽ nói với anh em chút xíu về cái thông số kỹ thuật của cái dòng đèn LED pha năng lượng mặt trời này của MPE. Thì chúng ta sẽ có nhiều cái công suất khác nhau, nó tương ứng với lại nhiều cái kích thước khác nhau. Anh em có thể xem được nguyên cái dàn đèn mình để trên bàn này, anh em thấy rằng là cái này là cái đèn 20W. Thì chúng ta sẽ có cái công suất tấm pin năng lượng mặt trời là 60W. Hiện nay thì trên thị trường có nhiều cái đèn khác nhau. Anh em có thể thấy là nhiều hãng đều nói về con số 100W, 200W hay là 300W gì đó. Ở MPE họ muốn đi một thông số kế bên nữa là với cái đèn 100W của họ thì nó sẽ có cái độ sáng là 2100 lumen. Tương tự như vậy thì 20W sẽ là 360 lumen, 30W là 480 lumen, 50W là 960 lumen, 200W là 4000 lumen và 300W là 5800 lumen. Bởi vì có thể có cái công suất sáng 100W nhưng mà nó không phải là cái độ sáng đó. Rồi, đó là những cái thông tin chung. Bây giờ mình sẽ mở hộp và mình cho anh em xem những cái phiên bản khác nhau, kích thước nó sẽ như thế nào. Thì với cái dòng đèn này của MPE họ nhắm đến cái chuyện là siêu bền, siêu sáng và siêu tiết kiệm. Nó thể hiện qua những cái gì mình mới chia sẻ với anh em. Mong là cái bài trên tay này cũng như những cái gì mình chia sẻ sẽ giúp anh em có một cái quyết định chính xác khi sắm những cái đèn năng lượng mặt trời. Hoặc là anh em thấy được rằng là cái nhu cầu của anh em cần một cái đèn tương tự như vậy thì anh em sẽ quan tâm. Rồi, xin cảm ơn.